giá đặt mua. Hiện tại đang được có chương trình giảm giá trợ giá cực kỳ là sâu các nhá. Ba này với cấu hình sẽ trang bị một bộ khung sườn được làm hoàn toàn từ hợp kim nhôm cao cấp, kết hợp phuộc trước sẽ là phuộc carbon chính hãng của nhà Sava luôn. Tay lắc hai lưỡi gà được tích hợp cùng phanh. Ba này thì mang cho mình một chuyển động 3 món của Shimano Tiagra 4007, bao gồm bộ đề số chuyển đĩa chuyển níp được đến từ Shimano Tiagra 4007 các bạn. Hai đĩa trước 10 tầng níp thả, phía đằng sau đùm trước đùm sau là đùm nhôm pi bạc đạn và vành nhôm hai lớp chính hãng các bác nhá. Hiện tại thì bản này đã được giảm giá chỉ còn có 14.690 các bác ơi, miễn phí ship giao hàng, ngoài ra được tặng kèm đầy đủ quà tặng luôn. Và mẫu xe tiếp theo cũng đang có mặt tại bên đại lý xe thể thao An Tâm, đó là bản xe có tên là Sava EX7 ST7000. Bản này hiện tại đang được giảm cực sâu cực sốc luôn, giảm tận 1 triệu đồng cho một xe. Lên giá hiện tại bản này chỉ còn có là 15.690.000 thôi ạ. Mà với cấu hình trang bị một bộ khung sườn nhôm không mối hàn toàn phần, kết hợp với phần đầu trước sẽ là phuộc carbon chính hãng của nhà Sava. Khung xe được thiết kế theo dáng khí động học, khí động thiết kế dạng miền, đầu xe được thiết kế theo dáng là đầu cá mập. Bộ đề số được đến từ nhà Tempado. Bộ chuyển động thì sẽ là hai đĩa trước 12 tầng níp thả ở phía đằng sau. Chuyển đĩa, chuyển níp được đến từ Shimano 1-5 giờ 7000. Và trên phần tầng đứng của xe có tem UCI là tem chứng chỉ. Bản xe này đã đủ tiêu chuẩn để tham gia các giải đua quốc tế rồi đó ạ. Bản này hiện tại có trang bị cho các bác một chiếc cối đổ rất là ok luôn. Giá thì có 15.690.000 các bác nha. Và mẫu xe tiếp theo, mẫu xe cực kỳ là hit hot đang bán chạy số 1, đó là bản xe sang tên là Sava EX7 Pro các bác ơi. Bản này cấu hình thì vẫn đã trang bị một bộ khung sườn nhôm không mối hàn toàn phần, dây đi âm toàn bộ trong khung ở trong tay lái. Và phuộc trước cũng sẽ là phuộc carbon của nhà Sava đây ạ. Phanh sử dụng là phanh đĩa dầu được đến từ nhà Pro. Và con này chạy bộ chuyển động sẽ là hai đĩa trước 11 tầng níp thả ở phía đằng sau. 3 món của Shimano 1-5 giờ 7000, bao gồm bộ đề số và chuyển đĩa chuyển níp được đến từ Shimano 1-5 giờ 7000 hết rồi. Cối đổ thì quá là ok luôn. Bản này thì hiện tại em đang cập nhật được 2 size và đang có 4 màu cho bác lựa chọn. Đó bác là ưng bản này liên hệ em ngay bác nhá. Giá 15.990.000. Và mẫu xe tiếp theo đó là bản xe được mang tên Sava EX7 SL. Đó, bản này thì cấu hình cũng là khung sườn nhôm phuộc carbon, mang cho mình bộ chuyển động cao cấp nhất của Shimano, bao gồm đó là bộ đề số được đến từ Shimano 1-5-7-1-2-0 đây ạ. Và phanh sẽ sử dụng phanh dầu các anh mình ơi, phanh dầu của Shimano 1-5-7-1-7-0. Bộ chuyển động là 24 tốc độ, hai đĩa trước và 12 tầng níp thả ở phía đằng sau. Chuyển đĩa chuyển níp được đến từ Shimano 1-5-7-1-0-0. Đùm trước đùm sau là đùm nhôm vì vào đạn, cối đổ bản này quá trớn luôn các bác ơi. Và bản xe giá con này sẽ là 19.500.000 đồng, miễn phí ship giao hàng. Và hiện tại cũng đang có 2 size và có 3 màu cho các bác lựa chọn. Bác nào quan tâm liên hệ em ngay các bác nha. Mẫu xe tiếp theo đó là bản xe được mang tên là Sava Corrado Dex ạ. Sava Corrado Dex thì bản này hiện tại đã được giảm giá cực kỳ là sâu, nên giá chỉ còn có 18.990.000 thôi. Cấu hình là khung sườn carbon. Bộ chuyển động thì sẽ mang cho mình bộ chuyển động cao, bộ chuyển động đó là đồng bộ của Shimano 1-5 giờ 7000, bao gồm bộ đề số đây, đó đùi đĩa chuyển níp và líp nữa, 5 món của Shimano 1-5 giờ 7000. Nhưng bản này hiện tại thì em chỉ còn có size đó là size 51 và size 54. Size 51 này thì sẽ phù hợp cho các bác mình có chiều cao từ 1m65 trở lên, và size 54 sẽ phù hợp cho các bác có chiều cao từ 1m75 trở lên. Giá hiện tại chỉ có là 18.990.000, quá là sốc các bác ơi. Và tiếp theo đó là Sava X9.2, một mẫu xe chưa bao giờ là hết hot luôn. Mà đặc biệt cái phiên bản màu mà đang giới thiệu trong video đây sẽ là màu đỏ đô, phiên bản màu giới hạn. Tại vì hiện tại thì bản này sẽ không ra mắt cái bảng màu nữa, chỉ còn màu đỏ đô các nhá. Con này thì với cấu hình full carbon TT 800, trọng lượng xe 9kg, và mang cho mình bộ chuyển động 5 món của Shimano 1-5 giờ 7000, đó là bộ đề số chuyển đùi đĩa, chuyển đĩa chuyển níp và líp đã được đến từ Shimano 1-5 giờ 7000, hai đĩa trước 11 tầng níp thả ở phía đằng sau. Đùm trước đùm sau là đùm nhôm đi bạc đạn chưa chớn, đùm của Shimano. Sava X9.2 thì hiện tại thì đang có 2 size 44 và 47 và đang có 5 màu cho các lựa chọn. Đó là đỏ đô này, đỏ cam này, bạc titan này, xanh đổi màu và có cả đen, màu lạc rất đẹp, đẹp luôn các bác ơi. Và đây giá sẽ là 26.500.000, miễn phí ship giao hàng. Và tiếp tục đó là mẫu xe Sava X9.9 siêu cấp, một siêu phẩm của nhà Sava. Mẫu mới nhất năm 2024 với cấu hình sẽ là full carbon TT 800, trọng lượng xe 9kg, dây đi âm toàn bộ trong khung và trong tay lái rồi. Mang cho mình bộ chuyển động cao cấp nhất của Shimano 1-5, bao gồm bộ đề số được đến từ Shimano 1-5-7-1-2-0, phanh dầu của Shimano 1-5-7-1-7-0, chuyển đĩa chuyển níp, đùi đĩa và líp là của Shimano 1-5
7100. Đùm trước đùm sau là đùm nhôm bi bạc đạn, phối lỗ siêu to siêu chứa luôn. Giá 30.990.000 miễn phí ship. Sava X9.9 hiện tại em đã cập nhật được 4 màu và có 3 size cho bác lựa chọn. Đó, bác là ưng ý một trong những cái mẫu xe của nhà Sava mà em vừa giới thiệu đó thì hãy nhớ nhé, liên hệ em ngay trực tiếp số điện thoại em trên luôn luôn để trên góc phải màn hình. Số đó của em có Zalo, sẽ được kết nối trực tiếp Zalo, gửi chi tiết cấu hình, gửi bảng màu, báo giá để bác phải tham